Xin chào, mình đang ở rừng quốc gia Pù Mát đây. Anh em đang rừng quốc gia Pù Mát thì gặp cô nhà thuyền này rất xinh đẹp đấy nha. Đấy, cô Ngọc Nhẫn là chủ thuyền chuyên bãi hay gì đấy à? À, bến. Ở đây là đập Pha Lai để đi vào sâu, đi thuyền sâu vào trong rừng quốc gia Pù Mát nhá. Anh em có nhu cầu thì cứ đến gặp chị Nhất nhá, rất xinh gái nhá, của con Cuông. Đây anh đi qua anh tí đã nhá, bốn anh em biker đấy. Đây là đập đấy, trên bến dưới thuyền rừng quốc gia Pù Mát, xa xa là cầu treo. Cầu treo để đi vào rừng bằng con đường xe máy, còn đi du thuyền thì phải ở cái đập này. Để anh em nay mình review cái đập này cho anh em xem, nước thỏa trắng đập tràn. Đây là bến đỗ tham quan của bà con du lịch. Nước gì mà xanh thế em? Nước mía màu xanh à? Đúng là Pù Mát. Nhiều sản vật của bà con. Rừng quốc gia Pù Mát. Đang tham quan rừng quốc gia Pù Mát bằng thuyền. Đi rừng cực đẹp. Các biker đang check in. Đấy.